Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị lần thứ nhất để triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 11 tỉnh thành phố trong vùng. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Vùng đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng động lực phát triển của cả nước, gồm 11 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng gồm các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong vùng và do Thủ tướng Chính phủ làm chủ tịch. Đây là sự cụ thể hóa nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng là một cơ chế nhằm thống nhất không gian phát triển, xây dựng thể chế đồng nhất giữa các địa phương, đồng thời kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần giải quyết các vấn đề bất cập mà một địa phương không thể giải quyết được, đồng thời có thể giải quyết những vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ ngành và địa phương trong vùng. Phát biểu tham luận tại hội nghị với chủ đề giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ dọc tuyến hành lang kinh tế, tuyến cao tốc kết nối vùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh các định hướng lớn cũng như kết quả trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Hưng Yên có 17 khu công nghiệp, trong đó có 9 khu công nghiệp đang phát triển các trục giao thông theo đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch phát triển với diện tích khoảng 4.395 ha. Trong đó có 11 khu công nghiệp đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư thu hút vào các khu công nghiệp khoảng 9 tỷ đô la. Và đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên đã dự kiến quy hoạch phát triển khoảng 30 khu công nghiệp với diện tích khoảng 9.540 ha. Và đến năm 2050 thì dự kiến khoảng 35 các khu công nghiệp với diện tích khoảng 12.000 ha. Phát triển đô thị, nhà ở trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã thu hút được nhiều các dự án đầu tư xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị và chất lượng cao tiêu chuẩn quốc tế như khu đô thị sinh thái Eco Park 500 ha, khu đô thị sinh thái Dream City 445 ha, khu đô thị Đại An 293 ha. Bên cạnh đó, tỉnh Hưng Yên cũng đã đẩy nhanh việc quy hoạch kêu gọi thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Hiện nay có 16 dự án các nhà xã hội, nhà công nhân được Ủy ban tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Để thúc đẩy liên kết vùng, tạo hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương 3 vấn đề. Rất là mong muốn là thủ đô Hà Nội có những cái cầu sang đường kết nối sản, vì hiện nay chúng tôi đang triển khai cái đường kết nối sản này, đó là cầu 3,5. Cái cầu thì nằm trên địa phần đất của thủ đô, do vậy là chúng tôi không đầu tư được, rất là mong muốn Hà Nội đầu tư thì tạo ra sự kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên. Và kết nối sang Hưng Yên của chúng tôi thì có cả một khu đô thị của Vinhome đã đầu tư khoảng 800 ha. Hiện nay toàn bộ hệ thống sông Bắc Hải là ô nhiễm môi trường rất là nặng. Có hai nguồn xả thải lớn. Thứ nhất là dân cư, thứ hai là các doanh nghiệp. Thì đối với dân cư thì Hưng Yên chúng tôi lấy một cái mô hình thí điểm hiện nay chúng tôi đang làm và chúng tôi đang triển khai đề án. Là chúng tôi có cái bể nắng, tất cả các tổ dân phố, tổ dân cư, các điểm đều có bể nắng. Mỗi một cái khu dân cư thì có một cái điểm bể nắng khoảng 70-80 mét vuông thôi. Cái này dễ thực hiện, nhưng mà triển khai thì Hà Nội cũng vậy, Bắc Ninh cũng vậy, Hải Dương cũng vậy, để chúng tôi cũng làm. Thì đấy là song hành 4 tỉnh đều làm. Cái nguồn thứ hai là xả từ các doanh nghiệp. Thì tôi đề nghị là 4 tỉnh phải rà soát kiểm tra thật kỹ, cương quyết thu hồi các dự án mà xả thải không có đánh giá tác động môi trường. Nay thì cái sông này coi như dòng sông chết, vì là không có lưu lượng, không chảy được. Vì cái mực nước sông Hồng rất là thấp, không đẩy lên được cái hệ thống sông Bắc Hải. Thì đề nghị Bộ Nông nghiệp có một cái dự án nào chính phủ hỗ trợ là bơm nước từ sông Hồng vào hệ thống Bắc Hải này để cái dòng nước luôn được lưu chuyển thường xuyên. Chúng tôi cũng rất là quyết tâm về giải phóng mặt bằng. Trong 2 năm của nhiệm kỳ này, tức là 21-22, 2 năm mà chúng tôi cũng đã giải phóng được khoảng gần 2.000 ha. Cơ bản nhất là chúng tôi lấp đầy thì rất có triển vọng, không có gì là thay đổi đến năm 2025 mà chúng tôi chưa lấp đầy hết. Nhưng mà cái chỉ tiêu ấy thì chúng rất là thấp. Vì chúng tôi đề xuất ban đầu thì đến năm 2025 là chúng tôi được 5.024 và đến năm 2030 được 9.500. Nhưng mà chỉ cho là chỉ đến năm 2025 mà chỉ có 3.889 thôi. Và đến 2030 là chỉ được 5.024. Nhưng có điều là tức là chỉ tiêu đến năm 2025 thì được 3.389.
Nhưng mà đến nay thì chúng tôi đã được 4.335 rồi ạ, tức là vượt cho chỉ tiêu khoảng 700 hecta rồi. Thế không biết là thực hiện thế nào. Hai cái khác nhau ạ, cái quy hoạch thì anh có thể là 10 năm và định hướng 20 năm. Còn cái chỉ tiêu đổi đất lúa thì có thể hàng năm. Hai khác nhau, lấy cái chỉ tiêu đó ốp vào thì không có tỉnh nào làm được. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh liên kết phát triển vùng là xu thế tất yếu, là động lực kết nối và dẫn dắt sự phát triển của các địa phương. Về quan điểm định hướng liên kết vùng, Thủ tướng nêu rõ, hội đồng điều phối góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong liên kết, kết nối vùng, nhưng các tỉnh, thành phố cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại. Hội đồng không làm thay việc của cấp ủy chính quyền các địa phương, mà tập trung điều phối, liên kết, đôn đốc, kiểm tra, tạo xu thế phong trào để dẫn dắt các địa phương phát triển. Nhấn mạnh 6 trọng tâm trong công tác điều hành và 11 nhiệm vụ cụ thể của hội đồng trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng cũng cho rằng vùng đồng bằng sông Hồng với thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước phải có tính chất động lực dẫn dắt sự phát triển của các vùng khác. Hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển vùng mang tính đột phá. Cơ chế chính sách phải mang tính đột phá. Xây dựng thể chế liên kết vùng đủ mạnh, đảm bảo hiệu quả điều phối liên kết phát triển vùng, tập trung vào một số lĩnh vực như là quy hoạch, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, xử lý các vấn đề nổi lên của vùng và liên kết vùng. Cho phép các địa phương được sử dụng ngân sách địa phương đầu tư cho các dự án vùng và liên vùng. Liên kết vùng là góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, rồi thúc đẩy tăng trưởng, để đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế của đất nước. Rồi trong lúc này thì phải ưu tiên cho tăng trưởng và tập trung vào ba cái động lực tăng trưởng, đó là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Hội đồng thì phải góp phần thúc đẩy triển khai ba cái đột phá chiến lược. Cái thứ nhất là phải kết nối cái hạ tầng chiến lược trong vùng, rồi kết nối cái hạ tầng thứ hai là hạ tầng về kỹ thuật, hạ tầng về điện, hạ tầng về nước, hạ tầng về viễn thông, rồi kết nối nguồn nhân lực và cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thì nguồn nhân lực chúng ta phải kết nối với nhau. Và vừa rồi chúng ta thấy đấy, khi ta chống dịch là cả vùng này là lúc đầu thì là tập trung cho Bắc Ninh, Bắc Giang, đấy. Sau đó thì tập trung cho Hà Nội, cùng nhau xây dựng cái thể chế, cơ chế chính sách ưu tiên, ưu đãi đặc thù vượt trội theo cái tinh thần nghị quyết 30.